Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Minh Tuấn Land Channel. Và cái chủ đề của cái vlog ngày hôm nay á sẽ là lý do tại sao Minh Tuấn lại mua căn hộ chung cư. Đầu tiên á thì cái lý do quan trọng nhất á là vì tiền rồi. Thì bởi vì á khi mà mình đặt lên bàn cân á thì khi mà mình mua căn hộ này, mua nhà phố này hoặc mua đất nền á thì cái căn hộ á là giá rẻ nhất. Khi mà mình so sánh cả về vị trí, diện tích, cái công năng sử dụng, mặc dù trong các sản phẩm đó thì cái căn hộ là có thể là cái tỷ lệ sinh lời nó nhỏ nhất, nhưng mà bù lại là mình được thanh toán theo tiến độ và khi mà mua căn hộ xong á thì mình sử dụng được ngay. Đối với những căn hộ á thì đôi khi chủ đầu tư họ bàn giao cho mình á là hoàn thiện cơ bản hết rồi, mình chỉ cần lắp rèm rồi giường và phơi là mình có thể vợ luôn. Cái vấn đề số 2 á là cái vấn đề về an ninh. Ví dụ như á, là Minh Tuấn là còn ba mẹ ở dưới quê đi, thì ví dụ như khoảng mấy tháng này hoặc một năm này, lễ Tết này Minh Tuấn sẽ về quê này, nó kiểu mà về quê thì đâu phải là về quê một lần á là mình về quê một hai ngày rồi mình lên đâu, mà có khi là mình về quê cả tuần chẳng hạn. Thì trong cái thời gian mà mình về quê đó thì đối với căn hộ Minh Tuấn ở thì có bảo vệ này, có lễ tân này, ban quản lý này. Thì ví dụ như khi mà các bạn là muốn dọn đồ vô trong hoặc muốn dọn đồ ra ngoài á thì đều phải xin phép ban quản lý, và cái người xin phép ban quản lý á phải là chủ nhà nha. Ngoài ra thì khi mà ba mẹ mình hoặc bạn bè mình có ghé thăm thì cũng có thể ngồi ở vị trí là sảnh lễ tân và nhờ lễ tân đó gọi điện cho mình. Thì khi đó lễ tân sẽ gọi điện thoại cho mình để check xem thông tin có đúng là ba mẹ mình hoặc bạn bè mình tới chơi hay không, và có cần mình hỗ trợ bấm thang máy lên căn hộ của mình hay không. Thì lúc đó mình chỉ cần báo lễ tân là ok rồi, lễ tân sẽ bấm thang máy cho mình và mình đưa mật khẩu cho họ, họ vô nhà mình thôi. Cái thứ ba đó là về tiện ích. Thì cái chung cư mà Minh Tuấn chọn á thì nó có rất là nhiều tiện ích nè, ví dụ như phòng gym này, phòng yoga này, sân chơi trẻ em này. Hiện tại á là có thêm cả trường tiểu học cấp 2, cấp 3 và cái phần trường mầm non đang được xây dựng nữa. Và những cái siêu thị như Bách Hóa Xanh này, rồi Winmart này, rồi Co-op này thì cũng đều ở dưới phần đế của cái chung cư của Minh Tuấn ở. Ngoài ra thì sắp có thêm cả nhà thuốc nữa. Thì khi mà Minh Tuấn ở cái khu vực này á thì Minh Tuấn đâu cần phải đi đâu xa này, nó mỗi lần mà mua hoặc sử dụng tiện ích Minh Tuấn chỉ cần đi bộ là xuống thang máy là tới rồi. Cái thứ tư là môi trường xung quanh. Thì khi mà Minh Tuấn ở căn hộ á thì Minh Tuấn không phải lo nhiều đến cái vấn đề như là karaoke này, chó sủa này nó kiểu này, rồi vấn đề vệ sinh xung quanh này, rồi kiểu như ngập nước ở bên trong nhà mình. Thì khi mà bạn ở nhà phố á, thì bạn ví dụ khu đó ngập á, thì nhà bạn chắc chắn là bị ngập này, nó kiểu đồ điện tử trong nhà nó bị hư hại này nó kiểu á. Còn ở bên đối với căn hộ chung cư á, thì nó sẽ không có những cái vấn đề đó, nó chỉ kiểu như là sẽ có ít nhiều cái vấn đề karaoke ở xung quanh xóm này nó kiểu thôi, nhưng mà cái vấn đề đó thì nó không có nhiều. À, ngoài ra thì cái khu mà Minh Tuấn ở thì hàng xóm xung quanh họ cũng rất là thân thiện. Thì đôi khi mà kiểu như khi mà mình ở trong cái căn hộ chung cư thì mình sẽ có những cái cộng đồng, và cái cộng đồng đó thì ví dụ như đôi khi mình vô tình mình ốm này nó kiểu đi thì cũng có rất nhiều người hỗ trợ cho mình. Và dĩ nhiên là khi mình ở trong cái căn hộ chung cư á thì cũng sẽ có rất nhiều cái nhược điểm, và cái vấn đề này á thì mình ta sẽ đề cập trong những cái video sau nha. Và vừa rồi á là những cái chia sẻ của Minh Tuấn á về những cái lợi ích khi mình ở căn hộ chung cư. Còn đối với bạn á thì bạn có hài lòng khi bạn ở căn hộ chung cư hay không? Cùng comment cái ý kiến của bạn ở phía dưới video này nha. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.